Đi chụp video quay lên. Dạ. Nghe cho anh xin máy bắn cho. Nghe cho. Em chụp phone chứ, Anh xin lấy nữa rồi nha. Mình ơi. Cảm ơn chị ạ. Không, em nghĩ đây là một cái buổi khai trương thân mật, em còn định không make up mà cuối cùng may em vẫn đã make up. Dessert, trà bánh gì đó. Đấy, em thích làm bánh. Thì bây giờ chắc là chúng ta sẽ cùng đi lên nhỉ? Chắc mọi người cũng sẽ tò mò về không gian bên trên chứ đúng không? Em xin phép ạ. Cảm ơn anh chị. Rồi. Ủa giống Lê Minh Thu quá vậy. Thấy không? Đâu anh Giang á. Lê Minh Thu. Anh Giang. Cái ông vẽ anh Giang mà vẽ đi kia đi lỡ cái tay cái ra Lê Minh Thu mà. Anh Giang. Trời ơi, Lê Minh Thu là chồng em đó mọi người. Đừng nói anh Giang nha. Đến khi mà mèo lấy Lê Minh Thu rồi lúc đó anh Giang sẽ bất ngờ. Em không binh chị được luôn á chị mèo. Được luôn á, đi chung mèo cảm giác em không đồng minh được cái chuyện luôn á. Ủa? Nói chuyện vừa nghe vô lý. Hai đứa mình giống như bị tố. Ủa mà mỗi lần thường là có khách lên là cứ vậy á hả? Dạ không. Trời, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái máy. Vừa mới... Hai hai chị em mình quay tự xíu luôn rồi. Đúng rồi, vừa mới qua Giáng sinh nhưng mà chúng tôi vẫn muốn hát một bài tặng mọi người. We wish you a merry... Thôi chị hát được rồi, không có chúng tôi ở đây nha. Qua Giáng sinh rồi, năm mới, nay mùng 1 rồi. À mùng 1 mừng Tết đến nhân nhà nhà cái mây vàng cái nó không thắm tươi. Không, cái quán này sang lắm, hát bảo nó không có vừa. No more champagne. Cái đó thì kỳ trợ lắm. Mọi người không hỏi gì cho em lên lầu em ăn à. Sao mình cứ nói cái gì hoài với tao, mình tới đây là mình. Nhưng mà cái này là Lê Minh Thu đúng không mọi người? Không, anh Trường Giang. Thôi hay gì trước cho anh Trường Giang với Nhã Phương đi. Dạ đó, cái này nó quan trọng nè. Trong một cái thời điểm mà anh Giang đã khai trương rất nhiều nhà hàng ăn uống thì thấy cái tâm hồn ăn uống của anh Giang nó vô bờ bến, và anh Giang là một người nấu ăn rất ngon. Và mèo đã từng thưởng thức món bò của anh Giang làm, và mèo thật sự là khi mà anh mở cái này là cái niềm mong chờ nhất, tại vì anh Giang đã nói về cái quán này rất là lâu rồi. Nói chuyện với anh Giang là anh Giang luôn nhắc về bò. Đúng đúng. Và Destiny, ủa cái này qua tên là Destiny không ta? Yeah, Destiny nó rất là tiếng Anh, nó rất là tiếng Anh luôn mọi người, rất là Anh English. Và đây là một cái không gian rất là sang trọng. Mọi người tới đây phải có bằng em nhận thiệp mời, em nhận thiệp mời và em đi dự những cái quán khai trương mà em bị choáng ngợp, với là bởi vì quá nhiều luôn á. Rồi
em rất là phục anh Giang, vì dù hoạt động cái lĩnh vực nghệ thuật mà dù kinh doanh mà không phải là một cái mà rất nhiều cái. Đây cái tiệm đá phong thủy gần đây trên đường Phan Đình Phùng của nhà mọi người, mà em muốn xỉu lên xỉu xuống, còn ảnh mở không biết bao nhiêu quán mà quán nào cũng thành công hết. Có quảng cáo gì, có quảng cáo gì. Dạ. Nhưng mà tất cả những cái quán hay tiệm đá phong thủy đều có phải có bằng ép anh Giang mới tới được ạ. À? Tại vì mọi người sử dụng tiếng Anh rất nhiều. Bằng ép luôn. là ép anh Giang luôn. Ép học đó nha. Thôi bây giờ nói chung là đã có mặt ở đây rồi và trên tay đã cầm được một ly rượu vang rất là thơm ngon. Xin chúc cho anh Giang và chị Nhã Phương mở ra được quán này và nhiều cái chi nhánh khác nữa và thật sự thành công, phát tài phát lộc luôn nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người năm mới bình an. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn mấy nhiều anh chị. Cái nhạc đó. Trời ơi. Là mấy con đồ nổi. Mày đâu? Mày đất rồi, mày đất rồi. Nhìn ra cái. Cái chỗ này chưa? À mọi người đang quay hả? Hồi nãy giờ em đang chụp. Dạ. Khánh đang quen xung quanh nhà hàng chưa? Dạ chưa, em mới vừa tới là em đi từ ở dưới em lên luôn à. Dạ vâng ạ. Đang thở luôn á mọi người, thở quá thở luôn. Cảm nhận cái không gian ở đây sao? Dạ rất là ấm cúng, rất là đẹp và rất là chill. Dạ vâng ạ. Giờ em sẽ bắt đầu lên trên đó để tham quan cũng như gặp gỡ mọi người. Khánh đang chào mọi người. Rất là đèn, rất sáng đẹp. Mới tới mà. Cô mới tới làm vui. Địa phương có cái không gian này rất là thích. Trời ơi, bây giờ thấy trên sân thượng vậy là thấy ha, mình là đang coi coi lên cũng như thế nào. Thì mấy không khí cuối năm thì nó rất là mát, là chill chill. Thì bây giờ ngồi trên sân thượng uống rượu, ăn steak rất là thoải mái. Đẹp lên. Cảm ơn, cảm ơn. Thực ra là
từ từ. Từ người ta xây rất là nhanh thôi, nhưng mà hơn 9 tháng mới xong. Thì mọi người đã hiểu là khi nào mà kiểu từ từ chậm sao á, khi nào mà anh chống người ta là anh phải phụ mọi người làm. Cho nên là đây là tâm huyết của anh nên là cũng không có, cũng không để tâm nhiều á. Bên em anh Ngô Kiến Huy giàu quá, khai trương rất là nhiều cái phòng nha khoa. Chị thì lỡ mà giờ anh Ngô Kiến Huy lại chống lại chị là bên gia đình thì chị cũng giàu rất là nhiều, hoặc nhà hàng thì chị cũng có đâu em. Chị nghèo lắm, chị không có giàu đâu, chị không như Ngô Kiến Huy làm nhiều thứ lắm em. Rồi còn ca sĩ MC rồi tùm lum tùm la hết trơn á, thì đâu có làm cho chị là giờ cứ ủ tiền để sổ cho con chị thôi. Chị con chị học đàng hoàng thôi, thương thương thì... là hai cả thôi đúng không? Đúng rồi, nhẹ nhẹ thôi chứ không có gì hết trơn. Trời ơi, may quá chị bỏ, chị hay bỏ lung tung đồ lắm. Vậy chị ơi, còn chức phó chủ tịch thì sao ạ? Khi mà chị lên chức đó thì công việc của chị nó sẽ nhiều hơn. Vậy thì anh Giang có phàn nàn gì không khi mà mình không có nhiều thời gian để mình quan tâm đến em bé không? Được, cái một cái điều chị luôn phải nói là tại sao bữa trước cũng có nhiều người nói chị là tại sao lại nói cảm ơn chồng nhiều như vậy á, mà thực sự đó là những gì mà chị hồi xưa giờ tới giờ chị chưa bao giờ nói. Mà hôm đó anh tới trễ cho nên là chị cũng không biết là anh sẽ tới được cái gì, thì anh không nghe được cái lời cảm ơn của chị. Mà thực ra ngày mới chị muốn cũng là một phần là cảm ơn với người chồng, và cũng đó là chị cũng muốn chia sẻ là hy vọng được tất cả những người phụ nữ xung quanh mình để có những cái điều hạnh phúc đó. Và các anh chồng chị thường đôi khi phụ nữ cũng không cần hoặc gì ghê gớm đâu, cần sự quan tâm chia sẻ thôi là hạnh phúc rồi. Đó là cái điều mà cô muốn gọi tới tất cả những người phụ nữ, những cái nặng ông phải tôi chị em cũng mình nhiều vào một xíu. Mọi người cũng cực lắm, khổ lắm mọi người ơi. Cứ hỏi là sao mà con tháng khổ không phải, ý là cái sự đau đớn đó, những cái nhiều cái nhiều tâm lý thay đổi á, thì có một người chồng tốt á, thì sẽ giúp đỡ cho mình rất là nhiều. Cho nên cái mà cô muốn chia sẻ với mọi người là các cánh mày đông hãy thương yêu phụ nữ bên cạnh là người một chút quan tâm nhiều một chút đó, như vậy thôi. Còn về chồng thì giống như là công việc của chị á, là ngoài phim ra thì bây giờ chị có làm thêm về các dòng sản phẩm như các mẹ bé bé, thì ảnh luôn là người ủng hộ. Vì cái mục tiêu lớn của chị á, chị cũng có nói với ảnh rồi, thực ra là bản thân chị á, và một người bạn mới của chị là đang cố gắng là tâm quỹ từ thiện. Và cái quỹ là cái phần trăm mà chị giống như là chị kinh doanh, và chị sẽ lấy cái đó để chị đầu tư vào cái việc này đi làm từ thiện. Cho nên là anh rất ủng hộ, đó là cái con đường của mình. Thì bản thân kia là chứ không phải là mình nghĩ quá nhiều, cho nên là anh luôn sắp xếp hỗ trợ chị, thậm chí là ở nhà đi làm thì còn anh đã làm có thể phụ giúp chị rất là nhiều. Nói chung là khi gặp một người nào không tốt thì mình giống như là một em bé vậy á, thực sự là một em bé. Đôi khi em cảm thấy là mình hơi bị vô dụng á, là vì mình được cưng chiều nhiều quá. Nhưng mà mình không muốn vậy, mình muốn trở thành một người phụ nữ tự chủ, chủ động trong tất cả công việc và cuộc sống của mình. Và anh luôn là người ủng hộ. Điện thoại. Ừ, chúc mọi người. Dạ, dạ, em cảm ơn chị. Đi đâu hả? Đi chứ. Anh tỷ người bên Phát, bên Phát đi qua làm người yêu. Ủa, đâu rồi? Đâu rồi? Đâu? Ủa, chắc thấy ở đó. Về làm người yêu. Yêu gọi rồi. Ủa, cái này được hả? Chơi không? Anh biết đá không? Trời ơi trời. Rồi, em đá nào giờ là em đập cô cầu bại, đang tìm người để mà đánh thắng mình. Trời ơi, vậy đúng giống như mình có chữ gì mà tao vừa phát. Giờ để anh thắng em ở lại. Quất. Đá một. Ba trái. Anh thắng em ở lại. Ok. 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 Rồi bây giờ Phát đang tính chạy qua đây là chúc mừng anh Giang với lại chị Nhã Phương. Thôi đừng nói chuyện nữa, đừng nói chuyện nữa. Mà phải dọc bên kia, nhưng bây giờ là chơi với anh Giang cái ván này ba trái nha, ai hai điểm trước là. Có nghĩa là bây giờ anh Giang mà thắng là ba người yêu luôn. Kêu Phát sao cũng được. Ở lại, còn em thắng là em với bạn gái em qua đây ăn miễn phí suốt đời. Ký chết, ăn chưa được. Không có thời gian đâu. Thấy từ từ Phát, giáo luật cái cây năm này có được ăn không? Cây nào ăn hết trơn, mình đã vô là ăn thôi. Trời ơi. Trời ơi. Cái đó là hình thôi nha. Mình cứ mấy trái vậy mọi người? Ba trái.
ăn hạt, ăn hạt dạ. Chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi, thì thương lai coi sữa, sữa cho con nha chồng ơi. Cái gì mà suốt đời là mệt. Ngọc ơi, muốn sinh nhật qua đây Ngọc ơi, có tài trợ rồi. Đó, đó. Ê, ê, ê. Đỏ nha, mà đỏ hơn hơn nha. Trời ơi trời, ta hiểu con nít. Một đều à. Wow wow. Ê căng nha. Cái cuối không? Khoan từ từ. Để mình thông báo trước. Một á là đêm nay là em thuộc về anh. Hai là cuộc đời anh là giao phó cho em. Vô. Rồi. Từ từ khoan. Chưa gì trời gì trời gì vậy? Bắt tay làm cái gì? Bắt tay trước trận đấu. Thôi khỏi đi. Khỏi vô. Chả đâu mà thua rồi. Phúc. Lâm tiền. Nên thôi thầy sắp thành gì ta mai mốt xin được công tác là 25 tháng 11 của Ngọc thì là tầm tháng 8 cái gì đó đau bụng quá đau bụng quá đi 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 cân đi đi cân trời ơi coi như mình chưa làm gì hết nha đi đi anh tiện em xuống dưới lên đây xe phải em bắt hành xuống dưới hay là đây hả ở bạn tiền á.